Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tổ chức hội nghị triển khai xây dựng hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác diễn tập năm 2016. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện với công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh gây hại 6 tháng đầu năm 2016. Xã Trúc Lâm và xã Nghi Sơn với công tác phòng chống lụt bão năm 2016. Xã Ngọc Lĩnh phấn đấu sớm được công nhận đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Bản tin an toàn giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng, hoàn thiện các văn bản phục vụ công tác diễn tập năm 2016. Đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên ban chỉ đạo đã được thông qua kịch bản, lịch điều hành và kế hoạch phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên tiểu ban nội dung và thông tin liên lạc trong diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2016. Theo đó, khu vực diễn tập là xã Hải Bình, trong đó khu vực vận hành cơ chế của ban chỉ huy là hội trưởng Ủy ban nhân dân xã, khu vực thực hành cứu hộ cứu nạn là cửa Lạch Bàng. Khu vực di rời dân là nhà văn hóa thôn Nam Hải và trường tiểu học Hải Bình. Tổng số quân huy động cho diễn tập là 703 người với các phương tiện sử dụng như xe tải, xe kéo thô sơ, xe máy, tàu khai thác thủy sản và các loại thiết bị phục vụ cho công tác cứu hộ cứu nạn. Nội dung diễn tập được chia thành hai giai đoạn, gồm giai đoạn vận hành cơ chế và thực hành xử lý các tình huống. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Đình Tùng, Phó trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, trên cơ sở phương án kịch bản và kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, từng cơ quan đơn vị, phòng ban chuyên môn tham gia diễn tập phải chủ động xây dựng kế hoạch, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, tham khảo và góp ý kiến bổ sung tại cuộc họp của ban chỉ đạo vào ngày 30 tháng 6, từ đó thống nhất về nội dung kịch bản để ban hành các văn bản chính thức cho các đơn vị tham gia. Làm tốt công tác chuẩn bị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên giám sát chỉ đạo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã Hải Bình để công tác diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2016 diễn ra an toàn, thuận lợi và thành công. Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị huyện Tĩnh Gia, Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch theo tiêu chuẩn VTOS cho gần 100 học viên là nhân viên của các cơ sở lưu trú tại các nhà hàng khách sạn trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được các giảng viên đến từ Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Ban đào tạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các giảng viên cao cấp của dự án EU thuộc Hội đồng chuyên ngành du lịch châu Âu truyền đạt các chuyên đề như tổng quan về du lịch Việt Nam, du lịch tỉnh Thanh Hóa, tổng quát về dịch vụ và phục vụ khách hàng, xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp của tổ chức cá nhân, tìm hiểu một số đặc điểm cơ bản về tâm lý khách, văn hóa ứng xử trong du lịch. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã được thực hành về nghiệp vụ buồng, bàn, lễ tân, kỹ năng giao tiếp với khách du lịch, quy trình bán hàng, bán dịch vụ du lịch. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên và người lao động đang phục vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, góp phần nâng cao hình ảnh, hướng tới sự chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của khách du lịch. Vụ mùa năm 2016, xã Định Hải đưa vào gieo cấy 210 hectare lúa. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng khô hạn
nên thời vụ để tiến hành gieo cấy bị chậm lại so với phương án đề ra. Hiện nay, tại các thôn chủ động nguồn nước đã gieo xạ được 50 hectare. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo bà con nông dân khơi thông kênh mương và dùng máy bơm đưa nước từ hồ Hao Hao về ruộng. Được sự hỗ trợ của huyện, xã Định Hải đã đưa về 10 máy cấy, song cây mạ đang non nên diện tích lúa cấy chưa được thực hiện. Theo cơ cấu, vụ mùa này các giống lúa chủ lực trên đồng đất của địa phương là Nghi Hương 2308, Khang Dân và Thiên Ưu. Sáu tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn bất cập, song Ban Quản lý rừng phòng hộ tỉnh Gia đã và đang từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy và phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Trong đó, Ban đã chủ động trồng mới được 73,41 hectare rừng sản xuất, tiến hành chăm sóc được 717,3 hectare, khoán khoanh nuôi tái sinh rừng được 150 hectare rừng dự án JK2, tổ chức quản lý bảo vệ ổn định diện tích 5.173,4 hectare rừng hiện có. Trong đó, giao khoán diện tích được đầu tư kinh phí bảo vệ là 4.149,4 hectare. Diện tích rừng do đơn vị và các hộ nhận khoán tự đầu tư kinh phí bảo vệ là 1.024 hectare. Bên cạnh công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cũng đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì điều tra nắm bắt kịp thời tình hình diễn biến phát sinh, phát triển của sâu gióm thông, từ đó xây dựng kế hoạch phòng trừ hiệu quả. Những tháng đầu năm, đơn vị đã thực hiện biện pháp phun thuốc diệt trừ 200 hectare rừng bị nhiễm sâu gióm thông. Đạt được kết quả trên là nhờ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Ban đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp bám sát địa bàn, tuyên truyền vận động các hộ nhận khoán và nhân dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phòng trừ sâu bệnh hại rừng, tiến hành thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng cháy như làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng, làm đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra di chuyển lực lượng, đồng thời tiến hành việc quản lý sử dụng các thiết bị máy móc, dụng cụ, công cụ phòng cháy chữa cháy rừng. Phòng trừ sâu gióm thông đã được trang cấp và đơn vị tự đầu tư mua sắm có hiệu quả. Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện cũng đã xảy ra 2 vụ cháy rừng. Ngay sau khi phát hiện đám cháy, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng, các cấp, các ngành dập tắt nhanh gọn, không để đám cháy phát sinh ra diện rộng. 6 tháng cuối năm 2016, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện tiếp tục bảo vệ ổn định diện tích rừng hiện có, kiểm soát và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng, triển khai thực hiện có hiệu quả dự án, phương án, kế hoạch về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng. Đồng chí Nguyễn Hữu Thường, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện cho biết. Phòng chống cháy rừng, chúng tôi xác định luôn luôn là cái nhiệm vụ trọng tâm và chúng tôi đã đưa vào cái nghị quyết chuyên đề của chi bộ và chuyên môn đã lập một cái kế hoạch rất là cụ thể, luôn luôn chú trọng cái công tác phòng chống cháy đưa lên hàng đầu. Song cùng với việc đó là chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng các cái dụng cụ, phương tiện là để cho cái công tác phòng chống cháy rừng thiết thực có hiệu quả, như luôn luôn là xác định được cái nhu cầu cần thiết đối với các cái dụng cụ như máy thổi gió, máy cắt thực bì, rồi dao phát, các cái dụng cụ khác như quần áo, giày, dép, mũ và quân tư trang, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ về cơ số và thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu bổ định kỳ để sẵn sàng đưa vào sử dụng khi cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, tuy còn gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng dưới sự lãnh chỉ đạo có hiệu quả của cấp ủy chính quyền địa phương, sự đồng lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân, nên tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn xã Trường Lâm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Toàn xã đã triển khai và hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân với tổng diện tích 440,2 ha. Trong đó, năng suất lúa bình quân ước đạt 58 tạ trên ha, lạc đạt 39 tạ trên ha.
chăn nuôi tiếp tục phát triển. Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn đạt trên 20.000 con, tăng so với cùng kỳ 2015. Các ngành thương mại dịch vụ, khai thác đá, sản xuất gạch, vật liệu xây dựng, sửa chữa cơ khí được mở rộng. Qua đó, góp phần giải quyết được nhiều việc làm cho người dân tại địa phương. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành hữu quan đã tập trung tuyên truyền các sự kiện quan trọng của quê hương đất nước, chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân cùng hướng về ngày bầu cử. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được duy trì, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Trao đổi với chúng tôi về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ chính quyền địa phương, đồng chí Cao Văn Sự, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Lâm cho biết. Sau khi kiện toàn bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 thì tập trung kiện toàn công tác tổ chức và mục tiêu phát triển kinh tế, tập trung cho phát triển gieo cấy hết diện tích vụ 10 năm 2016. Hai là về chăn nuôi, khuyến khích phát triển đàn lợn và gia súc gia cầm, các trang trại, triển khai tốt công tác phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm và tổ chức tiêm phòng đợt 2 năm 2016 được tốt, đạt kết quả. Về xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung chỉ đạo các thôn xây dựng đường giao thông nông thôn theo chương trình nhà nước và nhân dân cùng làm, với mục tiêu trên 7 km đường bê tông vào năm 2016. Hai là tập trung tu sửa các trường lớp để đảm bảo cho công tác dạy và học đối với 3 trường. Trúc Lâm là xã thuộc vùng bán sơ địa, địa hình thấp đều từ tây sang đông. Toàn xã có 5 thôn, trong đó có 2 thôn Giàng Tín và Lan Trà nằm ở vùng trũng. Theo Trung tâm Dự báo Thủy văn Trung ương, dự báo năm 2016 có lũ về sớm, cường độ mạnh hơn so với nhiều năm trước. Khi bão lũ xảy ra, có thể gây ngập lụt tại các thôn Giàng Tín, Lan Trà và một số hộ dân tại thôn Sơn Trà. Toàn xã hiện có 3 hồ đập chính là Khe Xanh, Đập Cây Trầu và Đập Khe Lầy. Tuyến đê hướng dòng cầu Tây đã được nâng cấp nhưng có thể bị sạt lở hoặc vỡ nếu xảy ra mưa lớn kéo dài. Vì vậy, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của thôn Giàng Tín, Lan Trà và một phần diện tích thôn Sơn Trà, Hữu Lộc, Đại Thủy có thể bị ngập lụt. Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban Nhân dân xã đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão năm 2016, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác phòng chống lụt bão, tình hình diễn biến thời tiết, tăng cường công tác kiểm tra các công trình giao thông thủy lợi, các hồ đập, chủ động tu bổ, nâng cấp và khắc phục những tồn tại của các công trình xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi công cộng, tăng cường công tác quản lý bảo vệ đê điều, chủ động phương án di rời, công tác tìm kiếm cứu nạn, công tác thông tin và công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão với mục tiêu thực hiện tốt phương châm, chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương hiệu quả và công tác 4 tại chỗ, đảm bảo cho mọi người dân trên địa bàn xã an toàn về tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân, tài sản tập thể do thiên tai gây ra, góp phần ổn định đời sống, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sau bão lụt. Nghi Sơn có tổng diện tích tự nhiên là 3,8 km2, trong đó diện tích đất thổ cư chỉ có 15 hectare với trên 8.300 nhân khẩu sinh sống. Với đặc thù của một xã đảo, đất chật người đông, bốn bề là biển cả bao bọc. Chính vì vậy, trong những năm qua, công tác phòng chống lụt bão luôn được chính quyền và nhân dân trong xã chú trọng. Để làm tốt công tác phòng chống lụt bão, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, ngay từ đầu tháng 5, xã Nghi Sơn đã xây dựng và triển khai phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và phương án di dời nhân dân, phòng tránh thiên tai bão lụt tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Tập trung tuyên truyền pháp lệnh về phòng chống lụt bão, các chỉ thị nghị quyết của nhà nước về công tác phòng chống lụt bão và tăng cường kiểm tra các điểm xung yếu, các công trình phúc lợi công cộng, khắc phục gia cố các điểm sạt lở.
trong đó đặc biệt chú trọng tới phương án di dân, di rời các hộ dân sinh sống ven mép nước đến nơi an toàn và động viên các hộ dân sinh sống ven núi xây tường bê tông để chống đất đá bị sạt lở khi mưa bão lớn xảy ra, triển khai kế hoạch sơ tán tàu thuyền, đảm bảo an toàn về tính mạng tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão. Xác định là địa phương có truyền thống khai thác đánh bắt hải sản, đa phần người dân trên địa bàn xã sinh sống bằng nghề khai thác đánh bắt nuôi trồng và chế biến hải sản. Vì vậy, mỗi khi có mưa bão xảy ra, công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng cho người dân được chính quyền xã rất quan tâm. Đồng thời, do địa hình đất chật người đông, hiện nay toàn xã có trên 300 hộ dân sinh sống ven mép nước. Cuộc sống của các hộ dân này không ổn định, nhất là khi xảy ra mưa bão lớn. Vì vậy, để nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống, thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển, Nghi Sơn rất cần sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền trong việc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng. Bởi vì ngoài việc phục vụ tốt cho công tác phòng chống lụt bão, còn giúp địa phương từng bước thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ biết huy động sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, chủ động nắm bắt thời cơ và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng chính quyền, xã Hải Bình đã hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong 6 tháng đầu năm 2016, tạo tiền đề vững chắc trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng để xứng tầm là một đô thị loại 5. Trong đó, kinh tế biển vẫn tiếp tục được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của xã với hơn 500 tàu thuyền khai thác và thu mua hải sản. Cùng với việc tăng cường vai trò chỉ đạo điều hành, xã Hải Bình còn tạo điều kiện để bà con ngư dân được vay vốn, đầu tư mua sắm ngư lưới cụ. Nhờ đó mà sản lượng khai thác và thu mua hải sản trong 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt gần 617.000 tấn, bằng 51% kế hoạch, bằng 123% so với cùng kỳ. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư cho nghề biển, thì các hoạt động kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề biển cũng được quan tâm phát triển như hấp sấy cá, chế biến bột cá và kinh doanh các lĩnh vực khác. Nhiều sản phẩm hải sản của địa phương tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước như chả cá Long Hải, nước mắm, mắm tôm, cá, tôm, mực khô. Thương mại dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, năng động, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng và thế mạnh kinh tế biển của địa phương như đóng tàu, cơ khí, nghề mộc. Giá trị thu nhập từ các loại ngành nghề của xã lên tới 58 tỷ đồng, góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân và tạo sự thay đổi bộ mặt kinh tế xã hội của Hải Bình, nhất là giải quyết việc làm, tạo ra nguồn thu nhập đáng kể cho gần 6.000 lao động, làm tiền đề để nâng thu nhập bình quân đầu người trên toàn xã lên 20 triệu đồng trên người trên năm. Các hoạt động ngân sách, tài chính tín dụng và quy hoạch xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả. Đặc biệt, hiện nay xã Hải Bình đang thực hiện quyết định phê duyệt về xây dựng đô thị. Trong đó, đã hoàn thành xây dựng chợ trung tâm với quy mô diện tích 5.000 m2, phục vụ cho 200 gian hàng. Hệ thống đường giao thông liên xã, liên thôn cơ bản cứng hóa, đưa vào sử dụng 2 km đường Đông Tây 1, 4 km đường liên thôn, 1,5 km mương tiêu thủy lợi. Các nhà trường được nâng cấp mua sắm trang thiết bị, đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy và học trong tình hình mới. Kết quả năm học 2015-2016, trường mầm non đạt 65% bé khỏe bé ngoan. Trường tiểu học và trung học cơ sở có chất lượng học tập khá, tỷ lệ lên lớp đạt 98%. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân cũng thường xuyên được tổ chức. Công tác chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại một xã đông dân như Hải Bình vẫn được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định. Triển khai và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị định, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, góp phần ngăn ngừa đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Nói về mục tiêu phương hướng 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Bình cho biết. 6 tháng cuối năm 2016 là đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, cả về đánh bắt, nuôi trồng và dịch vụ chế biến hải sản để làm sao tổng sản lượng khai thác đạt được là 583 tấn
để đạt được 100% kế hoạch trong 6 tháng trong năm 2016. Sản lượng thu mua là phấn đấu là đạt 17.000 tấn để đạt 100% kế hoạch, và sản lượng chế biến hải sản là 20.000 tấn để đạt được sản lượng 100% kế hoạch. Đặc biệt là công tác đầu tư xây dựng cơ bản là đầu tư xây dựng trạm y tế, tập trung xây dựng các tuyến đường giao thông còn lại, đề nghị nâng cấp chợ cá Liên Hưng, đồng thời là khuyến khích các con em trong độ tuổi lao động là học nghề để vào khu công nghiệp trong khu kinh tế Nghi Sơn để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, để phấn đấu đến cuối năm 2016 được công nhận đạt chuẩn về văn hóa xây dựng nông thôn mới, trong những ngày này, cán bộ và nhân dân xã Ngọc Lĩnh đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại để sớm được cấp trên công nhận danh hiệu này. Nhìn lại quá trình phấn đấu của cán bộ và nhân dân xã Ngọc Lĩnh từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, có thể thấy diện mạo của xã đã có nhiều thay đổi, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, số hộ có đời sống khá giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 13%. Đạt được kết quả trên là nhờ có sự thay đổi về tư duy và nhận thức của người dân trong việc tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mùa vụ, đưa các loại giống cây trồng có tiềm năng năng suất cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương vào sản xuất. Đó là sự thay đổi về cơ cấu ngành nghề, phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh dịch vụ và đẩy mạnh phát triển đàn con nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn. Đời sống được nâng cao, người dân trên địa bàn xã có điều kiện để đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng và từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tất cả mọi tuyến đường giao thông trên địa bàn xã đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Giao thông nội đồng phục vụ công tác sản xuất cũng được chú trọng. Hệ thống kênh mương thủy lợi được đầu tư nâng cấp, từng bước đáp ứng yêu cầu về sản xuất trồng trọt của người dân trên địa bàn. Với phương châm lấy sức dân để lo cho dân, các cấp chính quyền địa phương đã tích cực vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức, hoàn thiện các công trình văn hóa như hội trường thôn, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, đáp ứng nhu cầu vui chơi hưởng thụ của nhân dân. Mặc dù vậy, xã vẫn còn 4 tiêu chí cần phải hoàn thiện trong thời gian sớm nhất là giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, phấn đấu trường trung học cơ sở sớm được công nhận đạt chuẩn quốc gia, hội trường văn hóa các thôn trên địa bàn sớm hoàn thiện và đạt yêu cầu nông thôn mới, đồng thời thành lập được tổ hợp tác dịch vụ trên địa bàn. Để đạt được các tiêu chí trên, thì ngoài sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, Ngọc Lĩnh rất cần sự hỗ trợ quan tâm của các cấp, các ngành. Đồng chí Lương Đình Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Lĩnh cho biết. Có thể nói là năm 2016 thì sau khi đại hội đảng bộ xong, nghị quyết đưa cái tổng lương thực trên 3.000 tấn bước đầu vào sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn do cái thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, song do cái khắc phục của bà con nhân dân đến thời điểm này có thể nói là năm nay là năng suất khá cao, lúa lai là trên 70 tạ một hecta, lúa thuần trên 60 tạ, bình quân xã Ngọc Lĩnh có đến thời điểm này là đánh giá tổng là như 65 tạ trên hecta, đó là cái tổng diện tích lúa chiêm xuân. Đối với xã Ngọc Lĩnh thì có trên 260 ha. Đến thời điểm này thì nhìn chung bà con thu hoạch rất là phấn khởi, hàng hái chuẩn bị cho làm mùa. Đối với sản xuất vụ mùa thì Ngọc Lĩnh thì có trên 300 ha toàn bộ cơ cấu mùa sớm. Đến thời điểm này như thế là đã ra mạ hoàn chỉnh theo cái đúng nông lịch. Bà con rất phấn khởi, vừa thu chiêm làm mùa. Mà có thể nói là trong cái dịp này thì trong cái sản xuất của Ngọc Lĩnh thì là một xã thuần nông, cho nên là như anh em chúng tôi thường hay nói là ba vụ dồn một là rất là vất vả, tức là đã ra mạ rồi nhưng mà tiếp tục là thu hoạch trong phạm vi như thế là khoảng 15 đến 20 ngày để tiếp tục lấy cây một sớm, cây một trà như thế, để như thế là cho nó đúng với thời vụ gieo trồng, mà đặc biệt là tránh cái lụt lại sau và như thế là bị cái sâu độc thân hay chấm ở cuối vụ. Đây cũng là kinh nghiệm của lãnh đạo địa phương cũng như thế là dưới trưởng thôn đã có kinh nghiệm rồi. Đối với tình hình sản xuất, đối với Ngọc Lĩnh thì tôi nói là bà con năm nay rất phấn khởi, là đặc biệt là vụ chiêm xuân là được mùa. Cho nên là một số các cái khoản mà để cơ cấu cho cây trồng, ứng dụng các cái tiến độ khoa học kỹ thuật thì đưa vào đồng đất Ngọc Lĩnh thì bà con rất hăng hái, rất phấn khởi. Vấn đề thứ hai thì
Ngọc Lĩnh thì hiện nay như thế là đang tiếp tục là xây dựng nông thôn mới. Thì như thế là được chính thức là được 15 tiêu chí rồi. Còn lại như thế là 10, còn lại như thế là 4 tiêu chí. 4 tiêu chí như thế là có thể nói là đảng bộ và nhân dân nhà khảo sát Ngọc Lĩnh như thế là cũng đang quyết tâm để phấn đấu bằng ngày đến cuối năm. Hiện nay như thế là đã bước đầu tháng 6 rồi. Còn 6 tháng nữa thì để hoàn thành trên 4 cái tiêu chí để đạt được cái 19 tiêu chí, cả là một vấn đề liên quan đến nguồn vốn. Nguồn vốn bà con thì của nhân dân là một phần, tức là xã hội hóa, và cũng nhìn là cái sự, tức là nguồn vốn của nhà nước đầu tư vào đó một phần nữa thì có thể mới hoàn thành được các cái tiêu chí mà còn lại. Mà các cái tiêu chí còn lại cũng rất là vất vả, nhưng mà đối với lãnh đạo địa phương và như thế là đối với nhân dân xã Ngọc Lĩnh là quyết tâm để phấn đấu như thế hoàn thành cuối năm nay là đạt được 19 tiêu chí trong cái xây dựng nông thôn mới. Từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, qua tuần tra kiểm soát, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và lập biên bản 62 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 42 trường hợp. Trong đó, tước giấy phép lái xe mô tô 1 tháng là 3 trường hợp, tước giấy phép lái xe ô tô 2 tháng là 1 trường hợp và 3 tháng là 1 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô là 53 trường hợp, tạm giữ giấy phép xe ô tô là 6 trường hợp và tạm giữ xe mô tô là 3 trường hợp, nộp thu ngân sách nhà nước 60.420.000 đồng. Các lỗi vi phạm chủ yếu đối với người điều khiển xe mô tô vẫn là không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm trách nhiệm dân sự, điều khiển xe chạy ngược chiều trên tuyến quốc lộ 1A. Các lỗi vi phạm đối với người điều khiển xe ô tô vẫn là chở hàng vượt quá chiều cao, chuyển hướng không có tín hiệu báo rẽ. Trong thời gian từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, trên địa bàn huyện xảy ra 2 vụ va chạm giao thông, làm bị thương 2 người, hư hỏng 2 xe mô tô và 2 xe ô tô. Cơn mưa đưa mình vào tháng 6, gian trôi theo tiếng ve kêu, nghe mùa hạ bồn chồn gõ cửa, nhớ không em kỷ niệm rất nhiều. Tháng sáu mùa thi, con đường học trò anh đưa em đi, trong nếp nghĩ chín dần bao dự định, ngọn đèn đêm thao thức suốt canh thâu. Tháng sáu mùa thi, anh hiểu lắm cái nhíu mày chân thật, những nghĩ suy khiến con người chợt lớn. Em ban đầu nơi và tháng sáu bao la, nơi gặp gỡ của những gì nối tiếp, để nhận ra giữa màu xanh trùng điệp một mảng lòng mình xanh rất xanh. Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 07 NQHU ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2015. Ngày 8 tháng 6 năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp thảo luận báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 07 NQHU ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2015 và khẳng định
Nghị quyết số 07 NQHU ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2015 là một chủ trương quan trọng, đề cập khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết đã đạt được những kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Quy mô, mạng lưới, loại hình trường lớp, bậc học, cấp học trên địa bàn được sắp xếp lại phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu học tập của con em trong huyện, đã chuyển đổi hệ thống trường mầm non, các trường trung học phổ thông bán công sang trường công lập, thành lập trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Sơn, trường trung cấp nghề Nghi Sơn. Chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm, công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng, cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ được chuẩn hóa, chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên được quan tâm hơn. Cơ sở vật chất trường học được tăng cường, tạo bước phát triển nhanh và căn bản, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ dạy và học. Xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm triển khai thực hiện, công tác xây dựng đảng trong các nhà trường được chú trọng và có sự chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cấp các ngành, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được chú trọng đúng mức, xã hội hóa giáo dục được quan tâm hơn. Sau 8 năm thực hiện nghị quyết đã đi vào cuộc sống, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện nhà phát triển một bước quan trọng, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những mặt hạn chế. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn của các cấp học, bậc học chuyển biến chậm, không đồng đều, chưa vững chắc, chưa đạt được mục tiêu mà nghị quyết đề ra và tụt hậu so với các huyện đồng bằng ven biển. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thừa thiếu cục bộ. Chất lượng giảng dạy ở một bộ phận giáo viên và trình độ quản lý của một số cán bộ quản lý giáo dục chưa đáp ứng kịp yêu cầu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo chưa toàn diện, có mặt còn hạn chế. Một số biểu hiện tiêu cực trong ngành chậm được khắc phục, nhất là việc dạy thêm, học thêm trái quy định, tình trạng lạm thu trong các nhà trường. Thanh tra, kiểm tra về giáo dục hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ quản lý giáo dục và điều chuyển giáo viên còn bất cập. Xây dựng cơ sở vật chất trường học tuy đã được tăng cường so với những năm trước đây, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới, nhất là đối với các trường mầm non. Xây dựng trường chuẩn quốc gia không đạt kế hoạch đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong trường học chưa đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, tinh thần đấu tranh tự phê và phê bình còn hạn chế. Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị hóa trên địa bàn huyện mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất kết luận. 1. Thống nhất không tiếp tục thực hiện nghị quyết số 07 NQHU ngày 12 tháng 8 năm 2008 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 23 về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2015. 2. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo cụ thể phù hợp với nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thay mặt Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Phạm Văn Ninh. Công văn của Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc thực hiện cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Tĩnh Gia theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 và nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. Kính gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng ban đội thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, Giám đốc Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, căn cứ luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014, căn cứ nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện công văn số 2587/SXGHT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng Thanh Hóa về việc hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn thực hiện cấp phép xây dựng theo luật xây dựng số 50/2014/QH13 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ. Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia đã sao gửi Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các phòng ban ngành liên quan. Để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn huyện Tĩnh Gia đúng quy định pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và các phòng ban ngành liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc công văn số 2587/SXGHT ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Sở Xây dựng và lưu ý một số nội dung cụ thể như sau. Một nhỏ thẩm quyền cấp phép xây dựng 1.1 Ủy ban nhân dân huyện cấp điều chỉnh gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn các xã thị trấn và các công trình phải cấp phép xây dựng ngoài khu kinh tế Nghi Sơn theo phân cấp tại quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp theo quy định tại luật xây dựng 2014. 1.2 Ủy ban dân cấp xã không có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Hai nhỏ, hồ sơ cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và quyết định số 1350/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban dân tỉnh bao gồm 2.1 Đơn xin cấp phép áp dụng theo mẫu quy định tại thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Xây dựng. 2.2 Bản sao được công chứng hoặc chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 2.3 Hai bộ bản vẽ thiết kế mỗi bộ gồm sơ đồ mặt bằng xây dựng tỷ lệ 1:50 đến 1:500. Bản vẽ các mặt bằng chính, mặt bằng các tầng của công trình tỷ lệ 1:50 đến 1:200. Có thêm ảnh chụp công trình hiện trạng với trường hợp xin cấp phép sửa chữa cải tạo. Bản vẽ mặt bằng móng, mặt cắt móng và mặt cắt chủ yếu của công trình tỷ lệ 1:50 đến 1:200. Bản vẽ sơ đồ đấu mối hệ thống thoát nước, mưa, nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1:50 đến 1:200. 2.4 Bản cam kết về việc đảm bảo môi trường, giao thông công cộng đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết đảm bảo an toàn đối với công trình hộ liên kề, có xác nhận của hộ liên kề và Ủy ban nhân dân xã thị trấn. 2.5 Giấy cam kết của chủ hộ tự tháo gỡ công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch đối với trường hợp cấp phép xây dựng có thời hạn. 3 nhỏ Tổ chức thực hiện 3.1 Giao trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính căn cứ vào các điều 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102 của luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014, hướng dẫn cá nhân tập thể hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp phép xây dựng và chỉ tiếp nhận hồ sơ khi thành phần hồ sơ đảm bảo quy định. 3.2 Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền hướng dẫn đến các cá nhân tập thể trên địa bàn, quản lý nghiêm chỉnh chấp hành cấp phép xây dựng theo quy định và giám sát công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng được cấp. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật về việc để hộ gia đình xây dựng khi không có giấy phép xây dựng hoặc sai với nội dung trong giấy phép được cấp. 3.3 Đội kiểm tra quy tắc xây dựng huyện thường xuyên kiểm tra phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn, tuyên truyền hướng dẫn đến các cá nhân tập thể trên địa bàn huyện, chấp hành nghiêm chỉnh việc cấp phép xây dựng theo quy định và giám sát công trình xây dựng theo giấy phép được cấp, đồng thời phối hợp với Ủy ban dân các xã thị trấn, lập hồ sơ xử lý vi phạm về trật tự xây dựng theo quy định. 3.4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện cấp điều chỉnh gia hạn
cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn các xã thị trấn và các công trình phải cấp giấy phép xây dựng ngoài khu kinh tế Nghi Sơn theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kiến nghị Chủ tịch Ủy ban dân huyện xử lý đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm về quản lý đô thị, trật tự xây dựng hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ công vụ. 3.5. Phòng Tư pháp hướng dẫn Ủy ban dân xã hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đúng quy định và thẩm định hồ sơ xử lý vi phạm trật tự xây dựng thuộc thẩm quyền Ủy ban dân huyện. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu Chủ tịch Ủy ban dân các xã thị trấn và các phòng ban liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Ủy ban dân các xã thị trấn và các đơn vị báo cáo về Ủy ban dân huyện qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để được xem xét giải quyết. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Bá Duyên. Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc tập trung chỉ đạo công tác thủy lợi, đảm bảo công tác gieo cấy vụ mùa năm 2016, kính gửi Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành có liên quan. Hiện nay đã kết thúc thời vụ gieo cấy trà lúa mùa sớm. Tuy nhiên, tại nhiều xã diện tích gieo cấy còn thấp như Tùng Lâm, Phú Sơn, Phú Lâm, Nguyên Bình, Hải Nhân, việc chỉ đạo làm đất, cấp nước và gieo giống của các xã chưa tập trung và quyết liệt, những diện tích gieo cấy sau 30 tháng 4 có thể gặp nhiều bất thuận do mưa bão và sâu bệnh cuối vụ. Để đảm bảo cho sản xuất vụ thu mùa năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành liên quan thực hiện một số công việc sau. Đối với các xã, tập trung chỉ đạo việc cấp nước, làm đất gieo giống, ưu tiên gieo xạ để kịp thời vụ, tiếp tục tăng cường nạo vét các hệ thống kênh mương bằng mọi biện pháp, sử dụng các phương tiện, nhân lực để chống hạn, sử dụng các nguồn nước bơm tưới cho lúa, xác định nguồn nước tưới tự chảy, nguồn nước phải dùng máy bơm điện, bơm dầu, có kế hoạch tận dụng nguồn nước cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất. Các xã trong hệ thống tưới của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia cung cấp nước để chăm sóc diện tích lúa đã cấy, xạ và gieo cấy hết diện tích. Các xã có hồ đập nhỏ tập trung tưới để làm đất gieo cấy, tưới tiết kiệm nhằm đảm bảo đủ nước và đúng tiến độ sản xuất. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn giống ngắn ngày dự phòng để gieo bổ sung lại các diện tích mạ già, mạ chết sau hạn. Những diện tích chưa cấy mà đang cong nguồn nước thì huy động lực lượng phương tiện để cung cấp nước gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 7 năm 2016 nhằm đảm bảo sản xuất đạt kế hoạch đề ra. Đối với các ngành, 1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia, căn cứ vào tình hình thực tế của từng vùng, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân các xã, các hợp tác xã dịch vụ điều tiết đảm bảo cung cấp nước hợp lý cho các vùng sản xuất. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã thực hiện tốt việc điều tiết nước, diện tích đủ nước cần phải điều chỉnh đến các diện tích còn lại tại các xã, nhất là các xã cuối nguồn nước. Lập biên bản kịp thời báo cáo tới Ủy ban nhân dân các xã, cơ quan công an, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm việc về các đối tượng tự ý tháo nước, đập vỡ các công trình thủy lợi để xử lý kịp thời. 2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm Khuyến Nông, Trạm Bảo vệ Thực vật, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với cán bộ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu, chi nhánh Tĩnh Gia, xuống cơ sở hướng dẫn các xã về công tác phục vụ nước tưới và công tác gieo trồng đúng tiến độ theo kế hoạch. 3. Điện lực Tĩnh Gia tập trung chỉ đạo và ưu tiên cấp nước cho các công tác chống hạn, phục vụ sản xuất. 4. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi công tác gieo trồng tại các cơ sở, tổng hợp các khó khăn đề xuất của các xã, các đơn vị, báo cáo kịp thời Ủy ban nhân dân huyện để có biện pháp chỉ đạo đạt kết quả cao nhất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các ngành có liên quan triển khai thực hiện tất cả các nội dung trên. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hồ Đình Tùng. Công văn của Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia về việc triển khai thực hiện nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ. Kính gửi Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, đài truyền thanh truyền hình huyện, công an huyện, doanh nghiệp vận tải trên địa bàn huyện Tĩnh Gia. Ngày 26 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị định số 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
để thống nhất triển khai thực hiện nghị định trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh, Sở Giao thông Vận tải có công văn số 2395 ngày 15 tháng 6 năm 2016 về việc triển khai nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, thông báo đến các ngành, đơn vị, tổ chức có liên quan như sau. 1. Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2016, thay thế Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 và Nghị định 107/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. 2. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đài truyền thanh truyền hình huyện, công an huyện, các ngành, đơn vị, tổ chức cá nhân, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tập trung tuyên truyền, phổ biến và triển khai các nội dung có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt theo quy định của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ ban hành một cách thiết thực, hiệu quả. 3. Nội dung của Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 được đăng trên website www.mt.gov.vn của Bộ Giao thông Vận tải hoặc theo địa chỉ cổng thông tin Sở Giao thông Vận tải http://sgtvt.thanhhoa.gov.vn tại mục lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, đài truyền thanh truyền hình huyện, công an huyện, các ngành đơn vị, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện. Ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trương Bá Duyên. Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa tuyển sinh năm 2016 là trường đào tạo nghề công lập có 55 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đến nay, nhà trường đang đào tạo nghề ở 3 hệ, cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề với quy mô đào tạo 4.000 học sinh sinh viên. Đối tượng tuyển sinh là những người tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hình thức xét tuyển bằng học bạ, cụ thể như sau. 1. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu học trung học phổ thông và trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 3 đến 3,5 năm, được giảm 50% học phí, nhập học ngày 5 tháng 9 năm 2016. Nếu học trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm, được miễn 100% học phí. 2. Học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông chưa tốt nghiệp, học trung cấp nghề thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm. 3. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học cao đẳng nghề, thời gian đào tạo từ 2,5 đến 3 năm, nhập học ngày 20 tháng 9 năm 2016, gồm các ngành nghề sau: điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, điện nước, công nghệ ô tô, xe máy, công nghệ hàn, cắt gọt kim loại, nguội chế tạo, lắp ráp, may và thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, lắp ráp máy tính, quản trị mạng. Học sinh sinh viên được ở nội trú miễn phí. Với phương châm học nghề để có việc làm và cuộc sống ổn định, hiện nhà trường đang có quan hệ cung cấp lao động cho gần 40 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Học sinh sinh viên có cơ hội thuận lợi cho việc trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập và được nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp. Chi tiết xin liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Việc làm Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa, số 64 đường Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0373 960 182. Hiệu trưởng đã ký Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng. Bác ơi, cho em hỏi tí, nhà bác dùng tôn gì mà sáng đẹp thế? Tôn Đông Á đấy chú. Tôn Đông Á? Đúng vậy, sản phẩm của Tôn Đông Á đã xuất khẩu vào các thị trường Mỹ, Úc, Nhật, bền hơn so với tôn thông thường rất nhiều. Tôn Đông Á được thiết kế với 5 lớp đặc biệt nên có khả năng chống nhiệt và tản nhiệt rất cao, đem lại không khí thoáng mát cho cả ngôi nhà. Úi giời, thích quá bác ơi. Thôi, em về mua Tôn Đông Á ngay đây. Cảm ơn bác nhiều nhé. Tôn lạnh màu AZ100-150 của Tôn Đông Á bảo hành lên tới 20 năm. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp hè 2016, Honda ô tô Thanh Hóa xin trân trọng thông báo chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm, khuyến mãi lên đến 30 triệu đồng cho khách hàng mua xe Honda City trong tháng 5 và tháng 6. Đi kèm đó là nhiều món quà hấp dẫn khi khách hàng ký hợp đồng trong thời gian này. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Honda ô tô Thanh Hóa, số 92 Đại lộ Lê Lợi,
phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Điện thoại 0378 868 868, di động 094 194 7766. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Alo, mẹ ơi, cuối tuần con về nhà này, con có mua mấy hộp vị An Tờ Farm để ba uống đấy. Hôm bữa bệnh viêm dạ dày của ba tái phát nhưng con lo quá. Con nghe nói vị An Tờ Farm giúp nhanh lành vết viêm ở dạ dày và giảm nhanh các triệu chứng ợ chua, ợ nóng, đầy bụng và khó tiêu nữa. Nên mua về cho ba uống xem sao. Hôm bữa con bị đau dạ dày, uống đến nay khỏe rồi mẹ ạ, lại ăn uống ngon miệng nữa. Con cũng biết vị An Tờ Farm nữa hả? Từ bữa bệnh viêm dạ dày của ba tái phát là mẹ mua để sẵn, mà mẹ để ba uống xong đợt hôm bữa đi khám đã. Mấy nhà thuốc gần nhà mình cũng có bán vị An G-Farm rồi, con không cần mua nữa đâu. À mẹ ơi, mẹ cho ba uống luôn đi. Vị An G-Farm có thể dùng kết hợp với liệu trình Tây y cho người bị viêm dạ dày đấy, hiệu quả tốt hơn gấp đôi mẹ ạ. Vị An G-Farm đã được các bác sĩ nghiên cứu trên bệnh nhân viêm dạ dày rồi, hiệu quả tốt lắm, giảm viêm, giảm trào ngược, giảm ợ chua, ợ nóng luôn. Con mua về để sẵn trong nhà phòng ngừa trước, để bụng khó tiêu lấy ra uống liền, chứ đừng để đến lúc đau nặng mới uống mẹ nhé. Vị An G-Farm giảm nhanh ợ chua, không lo trào ngược, dùng kết hợp với liệu trình Tây y giúp tăng gấp đôi hiệu quả, nhanh lành vết viêm dạ dày. Điện thoại tư vấn 0977865088. Chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được phát trên sóng FM tần số 96 MHz đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Văn Tuấn, phát thanh viên Tuyết Minh, Huyền Diệu, Hà Phương, kỹ thuật sản xuất chương trình Xuân Lượng, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Viết Mậu. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.